Người ta đã mất nhau một đời. Đâu phải em muốn quên là sẽ quên, là sẽ quên. Đâu phải cho hết đi người dễ thương. Một thương hai chữ em đi em cũng không Bồ ngờ. sĩ hơi nàng tái Tình yêu khiến đau mỉa tái lưng. MV cùng MV một mình em với cố đêm. lên, let's Năm tháng êm đềm yêu anh chẳng cần đóng đêm. vậy Vậy là là anh anh nỡ đang buông tay em rồi. Buông đâu anh khóc em than với trời. Chẳng thật lòng sao em nhận lại bằng không. MV Nhìn hoa thay lá như anh thay lòng. Sao tim em không ngừng nhớ mong. Đến bao giờ mới quay được người mình yêu. lần đầu nghe mẹ hát là sao ấy, lần đầu nghe mẹ hát là sao, giọng quả mê luôn, giọng mê hả, quả mê luôn mẹ, mê phải ăn tay luôn mẹ, mê phải ăn tay luôn mẹ. Đại ca rồng tay mà to rồi tư. Tại gì mà to thì tư và tay là bay à, là tay là cháu bay phải không, giọng mẹ luôn hả, Đi đâu cái tóc thì nó được sờ xì mà cái tóc gì nó sờ xì mày hiểu ra à, dỗ ra chưa được không, được. cái này giờ là anh bỏ gì rồi tới nó là thôi đừng dỗ đi, Đó, em đừng hiểu dỗ, lại rồi con. nó đừng dỗ, nhìn hơi sờ xì à. Ok. À, cái gì rồi tới? Là lần đầu môi bằng mà thấy cái tức. Em chơi với đứa đến thâu. Cái Chà. sao lắm u sầu. Cô ấy là cả thế Đẹp gái giới. là Là cả bầu trời tương lai. Mai này chẳng có một ai. Chơi đẹp quá. gái làm Này cho em xin mẹ hạt hay á. Ừ. Khởi do héo mại tư. lỗi. Ê. Khởi do héo mại tư. Ê. Con thêm bé. Khởi nè. Cái khởi nè. Mày hạt hay nó khởi hả? Yeah, Bình minh ơi dậy chưa? Cà phê sáng mắt tôi được không? ai đang có kiểu này không, đây quan tập em bé trong mãi là ồn ào là ngủ được, khi nào có giờ là ồn ào ngủ được, giờ nơi em nơi đây em đôi giá nơi giờ hơi em đây em đâu xa. Sao mở mắt lại tới? Và xin lỗi vì trong đêm chúc phúc cho em. Vì ngày hôm nay em cưới rồi, vun vỡ vết thương đâu mà. Dừng nơi em đây ra nơi giá nơi, dừng nơi dùng ơi. Đây là cuộc tuyệt vời. Ồn ào gì cả là em bé ngủ được. Giờ nơi nơi em đây. Ok bà con người, hôm nay là hai vợ chồng đã mời bạn bè về coi hốt kỳ. Hồi như là hai vợ chồng là cho bạn bè là mang món đồ ăn về, là chỉ là hai vợ chồng đang ăn hai tô mì gói. Thì là vợ chồng đang đợi ăn mấy chỉ mi xong rồi à, rung con khóc kiểu mà bạn phải bùng lên bông xuống.
Chứ là gọi gì ăn thiệt là ăn đi gọi. Thế nên mới bận nổi dưa mỏ lắm. Rồi xong mới khi mua nổi dưa mỏ mà xong kiểu bạn bè đồ đem về á, thôi là bỏ lại á, thì ở mà tới khi tuổi thì đói bụng mới bị ăn gì thì khi mua ăn mì gọi. Còn không phê đó mà phê cũng con thịt ra mà ăn hết thịt ra rồi có thể ăn mì được. Chân giảm luôn hả? Mua được hết rồi lắm. Cái đến buông con cho vừa mượn bỏng ăn tưởng. Và sống xuống ăn và nở ra luôn. Rất mục và bấm cổ vừa mượn bỏng lắm. Trời xứ. Ăn sao? Đã rất té luôn. Chia một gọi hai gọi cũng mua bọn ra thành bốn gọi luôn. Không biết một chén nữa. Ăn ba gọi luôn. Để ăn đi lâu nữa nở tè nữa. Nở tè. Thì không sao. Không sao. Đây, nhập miệng. Nó chất Việt Nam. Còn thịt cái bình này em ăn nữa em nè ăn đi ăn một cùng nữa thôi ăn đi ăn cho nó rồi tôi làm vừa tôi làm do là ngày nay mình ăn nấu đồ ăn nhiều á là vừa không ăn gì cả ăn vài cạnh nga ấy ăn đi vừa ăn một ăn rồi nè mẹ em nói rồi. Dễ ăn đi khỏe. Quá ngon. Ăn miếng đi lên. Mời tôi làm. Mời lễ lắm, lễ không đã. Làm cả ngày còn ăn mì gọi nữa, tội ra. Ok, không bật khả cái đề cánh gà cho em. Ừ. Em thích ăn cánh gà. Tuyệt vời, ngon. Vì sao mì béo đó? Do cái mì này ra mà béo luôn. Em thì kinh cho đó, chứ mì béo đó. Lâu ngày. Không phải cái mì phải nở ra thêm mà béo. Ăn rồi đấy. Nói gì? Thèm không? Em nói. Tiếp. Quên đem cái bụng gì ăn xuống. Cái bụng tươi nó bỏ bụng mình coi nhìn chỗ sao. Phải có thịt đâu nhỉ? Đây cái miệng cũng là bụng vốn nè. Về khó chịu. Hôm nay bạn đang có được leo phở đây. Về đang khó chịu ăn phở khô. Phở khô. Bà thích ăn mì gọi, gọi. Làm và làm các bạn sao mình ăn thử cho luôn nữa. Bà thấy ra không gọi ra được thì ra khó chịu ăn kiểu này. Chịu nhất là ăn mì gọi không gọi ra được ăn mì gọi do cái mì gọi em việt ra
Ngon. Thì ngon mới gấp xếp liền không á. Nên có cái thịt tự nhiên là lá. Nhưng mình nghĩ là có thịt mà. Đúng không? Gấp xe như cái cười gấp đến tặng tặng tặng. Hợp cái nghịch chắc không ạ? Ừ. Có thêm thịt cho hấp dẫn thêm. Cặp bình luôn cái xịt. Qua cái này kiểu sao? Cái này là kiểu sao? Thì biết mi gọi là mi gọi rồi. Mình thêm phượt là phải có shopping. Chắc nghĩ lâu hơn, béo hơn, nhìn béo lắm. Còn nửa lá là béo. Ừ, béo. Nước mẹ ngon ý. Chà, biết. Rồi. Rồi. Hả? Mày. Ngán á. Một thằng hai bình yên lực á. Bình đi mày. Thì là bạn thấy là Quang đang hạt gạt cho rum ra hơi to á, do là cho quen. Bên trên là dùng hơi ấm hạ, dùng nói dè dàng và ngủ hàng được ngủ thoải mái. Bởi thiệt ra là hơi ồn ào là họ về đây đó là hẳn phải quen quen cái ồn ào này nữa. Các bạn có một bạn hơi ồn xỉ và khó, khó dữ lắm. Đâu nó? Ngay đi nè.